Ok, xin chào nông dân. Rồi, em chào anh, em chào tất cả cô chú bác anh chị em trong nhà mình hôm nay. Thì chủ đề của anh hôm nay là nói về cái tháng tư. Thì Tháng tư nhiều khi mà vấn đề tháng để tư, nói đúng không? Nhiều vấn đề để bàn đúng đúng rồi, không? tháng tư này em thấy nhiều cái vấn đề để nói, nhiều vấn đề để bàn. Vấn đề mà em muốn nói trước tiên là em nói thế này. Ở xóm em cũng có một cái ông chú, cũng kêu ổng là ông chú chứ thật sự ra thì ổng nhỏ tuổi hơn mình. Thì do cái da dế ở ở ở xóm làng đó mà, thì mình kêu là chú, chứ còn thật ra chú đó là chú nhỏ tuổi hơn mình. Ông cũng ông ta cũng đi bộ đội, rồi được giải ngũ về. Xong rồi bây giờ khi mình ngồi nói chuyện với ông ấy, mình không nghĩ rằng cái tư tưởng của anh ta là bây giờ là tư tưởng của một cái người bộ đội đã từng đi lính, từng cầm cái khẩu AK và từng là sinh hoạt trong quân ngũ. Thật ra thì anh ta cũng chả có đi qua chiến trường Tây Nam đâu, tại vì cũng còn nhỏ tuổi. Cho nên thật ra mà có một vài cái tay lên mà họ xưng hô tôi là từng là người lính, tôi từng là cựu chiến binh, tôi từng là cái này, tôi từng là cái kia. Nói là cho em xin, cho em xin. Thêm cái nữa, em thấy có những kẻ nó thường hay mang cái mác này cái mác nọ. Thôi thì mình sao nói mẹ mình vậy đi đó. Tôi nông dân có sao nói vậy người ơi. Chứ còn tôi ghét nhất là mà cái kiểu mà dán cái mác của ông này, dán cái mác của ông kia đem ra nói ông này nói vậy, ông kia nói như vậy, khổ, tội nghiệp. Nó tội nghiệp cho mấy cái tư tưởng như thế. Mượn hơi Không hả, kiểu biết mượn hơi đó, đúng không ông Dâm? Cái kiểu hả, mượn hơi người này mượn hơi người kia đúng ở miền Tây có cái câu này gọi là mẹ dựa hơi cá dồ hút nước kinh không? chua hả mày. Ghét nhất cái nước đó. Mày muốn ăn cá dồi thì ăn cá dồi, dựa hơi cá dồi hút nước canh chua, thèm cá dồi chết mẹ luôn. Mà nó ăn cá dồi thì ngại, ngại kỹ gì, mượn hơi cá dồi hút nước canh chua, hút thì hút mẹ đi. Cho nên là ghét nhất là mấy cái thể loại đó, mà mấy cái thể loại đó lại 30, gần tới ngày thì gần tới ngày mà mừng là miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, thì lại những cái luận điệu đó nó lại ra rả, nó lại vang lên, nó lại kêu réo, nó tru tréo. Cái chuyện á mà so sánh tại sao đất nước mình lại như vậy, đất nước kia lại như vậy. Ồ trời đất mẹ ơi, nếu mà nói đem Việt Nam ra so sánh với Mỹ thì thiệt là cọc khỉển. Nhưng nếu mà nói ai đó nói đem Việt Nam tôi để so sánh với Mỹ, xin lỗi, tôi không muốn, tôi thẳng không thèm. Nếu nó phải thẳng nói bây giờ nó cho tôi nha, cho tôi tiền để tôi được qua tới Mỹ và sắp xếp công việc cho tôi làm ở nước Mỹ, có công ăn việc làm, xin thưa không cần. Nói thẳng thiệt á, không cần. Chứ còn mà nó mẹ ở bên Mỹ thì sướng hơn, bên Mỹ thế này, bên Mỹ thế kia, bên Mỹ thế nọ, hay là các nước tư bản, xin thưa bên nhà mấy anh mấy chị tốt đẹp quá, mấy nhà mấy anh mấy chị ở đi. Em nghĩ có một điều nữa mà cũng vui nữa nè, thật sự nhà mấy ảnh mấy chị ngon á thì mấy ảnh mấy chị hãy đem khoe những cái gì của mấy anh mấy chị ngon đi, không tối ngày đi qua khiêu móc nhà người ta. Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia, Việt Nam tôi thì sao. Em có cái điều chia sẻ này cũng vui, nhưng mà ai hiểu sao thì hiểu, nhưng riêng em thấy cái video clip mà em đã xem thì nó có lý. Có một cái sự so sánh, họ so sánh Việt Nam và cái đất nước sát bên danh đó là anh Thái Lan. Họ nói nếu nói trên bình quân đầu người thì Việt Nam mình á còn thua Thái,
Nhưng nếu nhìn về cái quang cảnh ở nông thôn, đời sống nông thôn Việt Nam và đời sống nông thôn của bên Thái, thì Việt Nam hầu như là nó hơn hẳn Thái. Cho nên ở đây em thấy Việt Nam của mình hiện nay, các cấp chính quyền họ đang rất lo đầu tư cho nông thôn Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, lo cho cái giới bình dân rất là nhiều. Người ta có cái khẩu hiệu gọi là đô thị hóa nông thôn, có nghĩa là nông thôn tiến lên bằng cái mức sống gần 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 với lại mức sống của thành thị. Chứ còn mà nếu như mà chỉ tập trung phát triển những thành phố lớn như của Thái thì em thấy đó là một cái sự mà không công bằng. Thì từ cái chỗ mà có cái khẩu hiệu và cái chính sách đô thị hóa nông thôn, thì bây giờ anh chị em của chúng ta ở Việt Nam ai cũng thấy khi đi về quê, mỗi lần mà dịp Tết chúng ta có cái truyền thống là ăn Tết là về quê, Tết chúng ta là Tết đoàn viên. À, Tết đoàn viên là tất cả mọi người đều về quê để ăn Tết, thì hầu như là thành phố rồi đóng cửa những khu vui chơi đó, nhà cửa ở ai mà có nhà cửa ở thành phố là đóng cửa đi về quê. Đó. Ở dưới quê bắt đầu đường xá nông thôn, rồi đường đan, đường mở, đường là đường tỉnh, rồi đường huyện, rồi đường liên ấp, liên xã, liên thôn gì. Và cái đặc biệt nữa, qua cái mùa dịch, qua cái trận dịch này, nói cái mùa thì không đúng, qua cái trận đại dịch Covid-19 này, thì em thấy đối với dân Việt Nam hiện nay chưa có gì để gọi là ở dưới quê em, giờ người ta vẫn cất nhà hì hì, người ta vẫn dựng nhà lên, người ta vẫn cất nhà tường, nhà mái ngói, nhà kiểu mới vẫn cất lên hì hì, chả ăn thua gì hết. Dịch thì cứ dịch, kinh tế thì cứ phát triển. Thì em thấy ở trong nước đi mần đi ăn, nhà nước đã tạo công ăn việc làm rất là khỏe rồi. Bây giờ cái tầng lớp nào mà còn ám muội quá đó, mà đi nghe theo những cái bọn mà ngưu đầu mã diện đó, mà nó quay lại nó chê bai đất nước nó thế này, chê bai đất nước thế kia, mà nhất là những cái tay mà đã từng được bước chân vào trong hàng ngũ quân đội, từng mặc cái màu áo của bộ đội đó, từng mang danh là bộ đội, mà lại quay lại chê bai rẻ khinh cái đất nước mình, thì thật sự em thấy mấy cái tay như vậy, trời trời, phải nói cái nhận thức của nó khiếp, phải nói vậy thôi, nhận thức khiếp. Em nói ngay cái ông chú mà em nhắc lại hồi nãy đó, ổng đang trồng cam, gia đình ổng sống rất sung sướng, ổng trồng cam và cam trúng, ổng sắm xe sắm gỗ sắm đồ, nói chung là cuộc sống ổng rất thoải mái, rất đầy đủ. Và lên mạng nghe YouTube, biết nghe kinh của thằng nào không? Kinh của thằng Bảy Gà, Nên nào ơi, mẹ con nghe gà. kinh của thằng Nghiện mới ghê chứ, nghe kinh của thằng Nghiện xong mà mình ngồi mình nói chuyện với ổng, nó không lại với ổng luôn á. Ổng nói mày á, mày không nghe thằng Quốc Huy nó nói, trời ơi là trời, con lại chú mà chú thì chê chú dạy chú tôi á, chứ chú chỉ dạy em tôi là chết rồi, trời trời nhịn không nổi luôn á, Cho xuống hầm thầy cá chú cái giò tư đúng tưởng gì đâu. Thật ra đó thì mình cũng không trách được, mình cũng không trách được là cái những người có họ có cái tư tưởng như vậy, tại vì á họ có điều kiện họ lên họ xem, nhưng mà họ họ kém may mắn là họ xem trúng cái kênh của những cái tai mà gọi là nó từng bôi xấu đất nước, từng bôi xấu đất nước, mặc họ dù là xem nó họ xem được nhưng mà ăn cái học tức là cái tư duy họ không có, nông dân mình đúng không? đó. Bởi vì có nhiều người họ xem họ chỉ thấy ở đơn giản ở này nó sao nó phù hợp với gọi là cái tâm trạng của họ đó, mà tâm trạng của họ là gì? Đứng núi này mà trông núi lửa, đứng núi này trông núi lửa, ví dụ như bởi vì tại sao nói cái dùng cái câu mà đứng núi này trông núi lửa, tức là nó vừa hài nhưng mà nó vừa có hàm ý đúng với nông dân.
Giống như mình nông dân nói à, nông dân vừa nói câu chuyện anh ta trồng cam đi, đúng ngay nó may mắn, đúng ngay cái thời vụ đó thì nó được trúng mùa, anh ta phất là đúng chưa. Thì thí dụ như là mùa sau thì thấy nhà kế bên nó trồng bưởi, nó trồng bưởi thì bưởi trúng mùa đúng không. Cam thì bây giờ bắt đầu những người khác người ta trồng nhiều rồi, nó bão hòa rồi thì giá nó kéo xuống lại, thì thấy thằng trồng bưởi trúng mùa thì lại là nhìn qua thằng trồng bưởi. Bây giờ thôi mình đổ phá cam đi, mình trồng bưởi, không phải tới khi mình trồng bưởi tới khi có trái thì bây giờ bưởi nó cũng chạng lan thì giá lại xuống, thì cuối cùng là gì, phải đứng núi này trong núi lửa chứ còn gì nữa đúng không. Đấy, Thì đó. tức là bị dính vô cái chuyện đó rồi, bắt đầu tưởng đâm ra rồi gặp cái này gặp cái kia thì lại bất mãn lại, là nghĩ là tại chế độ thế này tại chế độ thế nọ, mình thấy rất là tức cười. Nói thật Cái một cơ bản là mình nói, anh nói nông dân thế này nè, không biết nông dân với mọi người thế nào, trong xã hội con người nó sinh ra đúng chưa, ai cũng như ai hết, có thể chúng ta thiếu may mắn là trong gia đình chúng ta có thể là không bằng gia đình kế bên, nhưng mà đó đâu phải là do cha mẹ chúng ta muốn đâu, đồng ý không, anh nói nông dân đồng ý không. đúng Ví dụ gia rồi, đình mình đúng nghèo hơn gia rồi. đình kế bên, nó thiếu thốn, cha không có cha mẹ là muốn con cái mình thua sút nhà hàng xóm hết, mình phải thực tế như vậy. Còn vấn đề mà người ta có được thì người ta một là gì, tự lực cánh sinh, người ta cần cù, người ta tần tệ, người ta tích cóp, người ta vươn lên. Hai là người ta lòn lách, người ta gian dối, người ta gian xảo, người ta thí dụ như là lừa đầu này gạt đầu kia để người ta lên, để người ta có tiền, người ta có giàu có. Nhưng những người mà lường gạt lòn lách á có sống bền không, đúng không, có sống bền không. Giống như mình nói thẳng với nhau một thế này đi, có nhiều người cứ trách ở mấy ông quan tại sao mà ông này tham nhũng này tham nhũng thế kia, mọi người nhìn lại đi, chính những con người đó đó họ đâu nghĩ là họ sẽ có ngày hôm nay, Thì đó. đúng chưa. Lúc bàn tay họ nhúng chàm á, họ đâu nghĩ là họ sẽ có ngày hôm nay rồi đó. Những cái gì mà họ đã coi như là lòn đầu này lắc đầu kia để họ đạt được á, thì tới bây giờ là hậu quả họ lãnh như thế nào, đúng không, có phải là đứng núi này trông núi Thì lửa đó. không Thì đó, đó. cái khi mà được được voi rồi á, rồi chưa có chịu. Đầu luôn hai bà chân nữa mới chịu à, đầu tiên hồi xưa rồi được voi đầu luôn hai bà chân ngon quá trời quá đất. Thiệt sự mà nói á, có những cái kẻ em thấy nó không biết là nó nghĩ thế nào, mà chắc có lẽ là cũng vì cái thứ nhất là vì cái nghe, mà nghe những cái kênh, mà những cái kênh truyền thông mà gọi là truyền thông theo cái ý của quan thầy đó. Đó, như hôm rồi anh có cho nghe một cái nick cái cô giáo, cái clip của cô giáo Quỳnh Nhi nói, em thấy cô giáo em đồng tình chỗ đó. Thật ra cuối cùng cái ông quan thầy, ổng làm như vậy thì hỏi sao mà mấy thằng đệ ở phía dưới nó không làm theo y vậy. Đó, nhắc lại để mình nhớ lại cái giai tuồng, mà cũng mang cái dấu ấn lịch sử của ngày 30 tháng 4. Cái anh Đại Quý Quy Bình và cái anh Trần Hùng. Trần Hùng là anh rể, Đại Quý Quy Bình là em vợ. Một thằng đại quý được từng ăn cơm của Mỹ, Mỹ nó lo cho nó dạy nói dạy ăn, thì bây giờ quan thầy của mày mà mày không binh sao được. Quan thầy của mày nói là tháo lầm, trong khi miệng tháo nó ghim lên lưng tao đây nè, nó giật tháo lên thương phế binh để nó thổi cần nuôi những cái thằng thương phế binh báo cô ăn hại. Mà mày nó tháo lầm, mày nhìn đi, mở con mắt mày ra, mày nhìn trên lưng tao nè hả, tháo lầm. Cái này là cái gì? Nó đem nó thay màu da trên xác chết, dùng người Việt, nó đánh người Việt, đánh thua trận rồi nó sợ nhục nhã, nó đem pháo nó dập lên trên phế binh,
chứ đâu phải như mà chế độ đó, là cái chế độ mà chứ phải như mà bên mình, mà anh em cho dù có chết cũng phải đem được xác về. Ngày nay đất nước hòa bình 40 mấy năm trời rồi, có những cái hài cốt liệt sĩ còn chưa tìm ra mà tiếp tục người ta vẫn còn đi tìm để mà quy tập về nghĩa trang, để cho mà người thân được nhận cái hài cốt của các anh em, của con em mình, chứ đâu phải như một cái chế độ gì kỳ cục. Mấy cái thứ gì mà lợi nhà người ta cà khịa đã rồi á, lấy pháo dập lên chính những cái người lính mà họ 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 xả thân cho nó, xong rồi nó quay lại nó pháo lầm. Hình như em thấy hình như là ở đâu ở bên Ukraine gì ở bển cũng có tình trạng giống vậy đó, đem ra dập lên người ta rồi đổ thừa thằng khác. Đổ thừa thằng khác, đổ thừa là do phía bên kia làm, phía bên nọ làm, đúng là chuyện phong bận. Mà bây giờ sau này mấy cái thằng ba que sổ lá nó học y chang quan thầy của nó. Đất nước có những cái tốt đẹp, có những cái thành tựu không nhìn nhận à, có những nhà tỷ phú họ đã mang công nghệ của đất nước à, họ mang những cái thương hiệu của đất nước họ đem sang tới bên Bắc Cali rồi, đem qua nó đâu có chịu đâu, nó chịu nó bằng mọi cách mọi giá, nó phải ngăn chặn, nó phải tẩy chay thiệt tình chứ. Quan thầy nó dạy học nói học ăn riết rồi, bây giờ nó không phải nói theo mà chán nước cái nỗi là nói bằng tiếng Việt, nó nói bằng tiếng Việt mà nó chống lại người Việt mới đau ấy chứ. Mà 40 mấy năm rồi vẫn y hệt như vậy, rồi cầm súng đi bộ đội rồi về cũng lại hư thân mất nết, gọi là thối hóa biến chất. Kể cả có một số cuộc chiến binh, em thấy có một cái điều mà em muốn nói ở trong cái vấn đề 30 tháng 4 này. Hôm rồi có một cái bài đưa lên vô, em mấy mấy hổng gà em cũng ngứa miệng, cho nên mấy cái nick em nó bài hết, bài nick hết bộn. Nó nói là cái ngày 30 tháng 4 đó, cái chú đó là lúc đó là dẫn xe tăng vô trong Dinh Độc Lập đó, xong rồi là về tới bây giờ chú mới khai ra là chú mới là người dẫn xe, đoàn đoàn xe tăng của bộ đội vô Dinh Độc Lập đầu tiên, mà bản thân chú đó là lính Việt Nam Cộng Hòa. Ai dù bây giờ gọi là nó lật xỉu. À đúng rồi, nông dân cái đoạn clip đó, cái đoạn clip đó hình như là của cái kênh YouTube nào đưa lên đúng không, Em nói trời ơi là trời. là có một nhân vật nào đó, là có một nhân vật nào đó tự đứng ra Tự tự nhận xưng. mình là người dắt đằng xe vô đúng không, tự Ừ. nhận đúng không, Mẹ. thì chỉ đơn giản thế này thôi nè. Chúng ta chỉ nhìn cái cạnh này là chúng ta thấy có vấn đề nè. Thứ nhất, 30 tháng 4 1975 tới bây giờ hiện tại là 47 năm. Ừ. Đúng không? Đúng. 47 năm mà với cái đoạn clip gốc á, mà chúng ta xem hình ảnh đó, mà cái người mà gọi như dắt bằng xe vô á, giờ là xe tăng vô á, thì ít nhất á, nha, nếu mình cho là trẻ nhất thời điểm đó là khoảng chừng 20 tuổi. Đồng ý chưa? Mà 20 tuổi cộng với 47 tuổi hiện tại bây giờ có phải gần 70 tuổi không? Đúng không? Thì nếu mà gần 70 tuổi thì với cái hình ảnh của một người trong clip đứng ra tự nhận là mình đó, thì theo mọi người, người đó có khoảng gần 70 tuổi không? Đó là cái nhất. Rõ ràng bây giờ đó là cái nhất. Cái thứ hai, ông ta chỉ tự nhận ông ta là người giảng thôi, chứ không ai công nhận hết. Thì đó. Sử sách lịch sử không có một ai công nhận hết, thì chúng ta có thể xem được vấn đề nó nằm ở đâu à? À, rõ ràng không? Muốn lật Vậy là muốn vấn đề lật nằm đâu thử rồi? muốn bôi muốn 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 muốn, 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 muốn bôi xóa thần tượng này nọ các kiểu Tức thì là những cái đấy trò, những cái đường thế. hướng của tụi đám này đi á, nông dân hiểu không? Thì chỉ cần một người bình thường, người dân như anh em chúng ta thôi, là chúng ta có thể nhận diện ra được là đường hướng bọn này nó đang muốn đi cái bài gì. Thực ra đang muốn đi cái bài gì mình biết hết á, mình nhận ra được hết á. Thì nói gì tới có những Thì vị gọi là ở cấp trên đúng chưa?
Cho nên Đúng á, rồi. cho nên nông dân nhớ trước đây anh từng nói, anh làm những cái loa anh từng nói không? Mấy ông chống cái gì mở miệng ra, mấy ông mở miệng ra là biết mấy ông ba que xảo lá rồi, chống cái gì nữa mà chống hả? Đấu cái gì nữa mà đấu? Vấn đề nằm ở đó, tức là mọi vấn đề họ làm từ cái câu văn câu từ hay những cái gọi là cái dẫn chứng gì của họ, họ đưa ra cái là chúng ta ngay người dân chúng ta thôi đã nhận diện được rồi, thì đấu gì, đấu tranh cái gì, đấu cái gì ở đây, chống cái gì ở đây mà sơ hở là cứ vì đồng bào, vì tờ, vì thế này vì thế nọ, bỏ ba cái trò tào lao đi, đúng không? Cái chuyện như thế này, cái ngày 30 tháng 4 thì nó cũng sắp đến, thì em thấy mình lựa chọn cái phương cách để ứng xử với ba que xỏ lá thì nói chuyện nhẹ nhàng thì nó giỡn ngươi, mà nói chuyện như anh em mình á thì nó vô nó cứ giỡn ngươi, nó cà rỡ, nói nó không nghe. Nhưng mà nếu mà nói để mà thuyết phục, để nói cho nó quay đầu hướng thiện, để cho nó hiểu thấu hiểu quê hương, nói nhẹ nhàng cho thấu hiểu quê hương, thì em nghĩ cái đó chắc có lẽ là mục đích còn xa vời hơn nữa. Còn nếu như cáu lên, dùng lời lẽ đao to búa lớn, dùng giấy bạc, giấy 500, thì lúc đó nó quay vô á, nó nói sao? Đó đó đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Những cái diễn đàn ở trong nước đó, những cái diễn đàn á, bây giờ nói như vậy đó, dân trong nước bây giờ nói như vậy như vậy như vậy như vậy đó, dân trong đời nước bây giờ nó xài những lời nặng nề thô tục. Trời ơi, cho nên á cái công cụ của anh em mình á vất vả lắm luôn á, nó ôm súng nó bắn mình á thì được, nhưng mà mình bắn lại nó la làng lên, đó đó đó, đó mọi người thấy chưa, thấy chưa, thấy cộng sản chưa, cộng sản giờ nó vậy 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 đó. Bà mày 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 ôm M16 Mong rồi manh sao, dễ vỡ. thì tao cũng ôm AK chứ Alo tao sợ mày hả? Chơi gì chơi, chơi vậy cho nó yeah. vui hả? Sao Mong manh dễ vỡ. Nói ta đừng, ta nói lại không chịu nha, giận à, giận à. Lại nó ôm súng nó bữa anh ta được, nó chừng ta cho ôm súng ta bữa lại cái đầu cái gì nó chơi gì chơi tổng khán chơi vậy chơi nó bắn người ta thiệt tình chứ què của lá thời hổm gài. Em nói cái thằng A Quy mẹ ơi, A Quy mà vô mình mà mình nói chuyện nghe, mình mà nói chuyện mà mình dùng lời lẽ đao to búa lớn với nó, cái nó nói sao? Cái văn hóa rừng rú, cái văn hóa của tụi bay, văn hóa rừng rú, trời ơi là trời, mấy hôm nay mà ôi nó mang cái văn hóa ở đâu không biết nữa, ta nói khủng luôn, chưa từng có luôn, không phải nói là M16 hay R15 nữa, mà hình như là nó chơi pháo lớn luôn anh ơi, 155 ly luôn. Ô, rồi đó là cái gì cái loại mà anh ta kêu cái gì bắn tầm xa đốc cát rồi tomahawk gì, ôi trời ơi, hết biết luôn. Trời ơi trời, mọi người nói A Quy phản biện đàng hoàng lắm, A Quy lý luận lắm, đủ thứ lý luận, trời ơi trời. Ui thôi kệ mày đi, thì tao nói rồi, mày ôm cái thứ gì mày bắn thì người ta ôm thứ khác cũng ngang ngửa để người ta bắn với mày, thì đâu quay lại la làng. Ê, ê, trời ơi, ê, cộng sản chơi vậy á, cộng sản chơi văn hóa rừng rú,